Thôi cái mặt ra bên kia thấy như cũng chưa chắc đẹp. Cái đoạn nãy đi xe đẹp lắm, cái đoạn mà nhìn cao. Đúng rồi, khúc đó đẹp. Khúc đẹp mà nhìn như thế. Cũng chẳng dám khen nhiều, khen nhiều như thế. Ta đi cấy. Bạn đang đến đoạn kia chắc chắn phải chụp hình. Chạy xe liên tục cũng nó xa chứ không? Đúng rồi, mình đi tính ra là xa mà. Chạy xe liên tục, để mô hình thấy một chút. Đường bên kia đường đi xe bên kia à, không thấy rồi. Bên đây che cả đống nữa ha, sao làm nhà đúng không? Ừ. Ok. Ừ. Cái này ra chỉ để ăn chứ làm gì đâu. Đúng rồi. Chứ ăn trong năm á. Ừ. Cầm lại ăn gia đình này. Không mà được cái tự sinh từ ở để sản xuất. Ừ. Mấy giờ
ở trên này cứ nuôi gà, nuôi heo rồi trồng rau, trồng lúa. Cần gì đến tiền. Kiểu như là đủ nhu cầu ở đây. Đây. Trong suối rừng núi chó hết. Ừ. Cái sông nó màu màu màu. Đông không? Có hai áo cam con nít mà đó đang chạy ở đỏ nó chạy. Ừ. Áo trắng áo đen cái gì đó. Chắc phơi đồ. Chắc tắm suối. Ừ. Có khi là cái suối hồi nãy là chạy dọc về đó luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Là nãy là đồ chạy xuống dưới đó rồi. Đồ gì? Đứng xả. Hợp lý. Giao dắt kính cho đúng chung nha. Giao dắt màu mặt cho đúng chung nha. Thấy bữa sau lên thấy mấy chục đứa giống mình. Chết. Wow. Nhìn thấy cái đoạn ngược sáng này thấy toàn màu xanh đẹp quá trời. Ừ. Chụp hình không đẹp đâu. Ừ? Anh chụp hình cái đó không đẹp đâu. Không đẹp á hả? Vì nó